tân y trong cuộc sống. Kim Ánh và những người thực hiện chương trình xin kính chào quý khán giả của chương trình Đông y trong cuộc sống. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ 18:15 cho đến 18:45 ngày thứ bảy hàng tuần. Và như thường lệ thì cứ vào mỗi buổi chiều cuối tuần của ngày thứ bảy thì chúng ta lại có dịp gặp nhau. Và chắc chắn là trong một buổi chiều cuối tuần như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, học tập hay là lao động. Và tất nhiên là Kim Ánh cũng rất mong là có rất nhiều thính giả cũng đang ngồi theo dõi chương trình Đông y trong cuộc sống qua làn sóng của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như quý thính giả muốn nghe lại chương trình này thì Kim Ánh cũng xin được nhắc lại thời gian phát sóng của chương trình, đó là lúc 9:30 cho đến 10:00 ngày thứ sáu cũng trên làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra còn có một kênh thông tin mà quý thính giả có thể nghe lại vào bất cứ lúc nào, đó là trang web của đài voh.com.vn, vào mục tư vấn sức khỏe và vào chương trình Đông y trong cuộc sống. Thưa quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất cảm ơn công ty dược Ladufa Lâm Đồng đã phối hợp để thực hiện chương trình này. Anh Tư, anh đi đâu vậy? Bố không nhận ra tôi sao vậy? Ai đây? Phải chị Sáu đó không? Đúng rồi. Trời ơi, nhìn không có ra. Sao chị bây giờ có khỏe khoắn tươi trẻ quá vậy? Nói anh đừng có cười. Lúc này tôi khỏe re. Ít khi tốn tiền cho thầy thuốc nhờ hiểu cách giải độc cho cơ thể bằng cách dùng Atiso chánh hiệu ở Lâm Đồng đó. Vậy chị dọn nhà lên Đà Lạt từ hồi nào? Cái gì mà đến độ dọn nhà? Tôi chỉ cần dùng thường ngày Sinafiton của Ladufa, thành phẩm chứa Atiso để vừa bảo vệ lá gan, vừa chống độc chất trong môi trường ô nhiễm, và qua đó tăng cường sức đề kháng mà không sợ phản ứng phụ như với thuốc hóa chất đó. Cái thuốc Sina gì đó tốt dữ vậy sao chị? Đúng vậy. Anh đừng quên là thuốc tốt á là nhờ hàm lượng trong cây thuốc đúng thổ dưỡng của cao nguyên Lâm Đồng, lại thêm được bào chế tại chỗ nên không mất chất lượng. Sina, Sina gì đó rồi chị nhắc lại cho tôi đừng có quên coi. Rồi. Sinafiton của Ladufa, thành phẩm với Atiso Đà Lạt. Bạn đồng hành của người muốn mượn sức kháng bệnh từ thiên nhiên để khỏe người, đẹp da, trẻ mãi lâu già. Vừa rồi là thông điệp của nhà tài trợ công ty dược Ladufa Lâm Đồng. Và thưa quý thính giả, như Kim Ánh đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, ngày hôm nay chương trình Đông y trong cuộc sống đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chuyên đề ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn một chuyên đề mà Kim Ánh nghĩ là rất thiết thực đối với mọi người trong cuộc sống, đó là chuyên đề về dịch giác hơi như thế nào để có thể phát huy được hiệu quả của phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, trong phần sau của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ dành thời lượng để cho thính giả của chương trình có thể gặp trực tiếp bác sĩ của chương trình, bác sĩ Lương Lễ Hoàng, để có thể trao đổi những vấn đề mà quý thính giả đang thắc mắc, âu lo xung quanh vấn đề sức khỏe trên lĩnh vực đông y. Và đường dây điện thoại của chương trình Kim Ánh xin được nhắc lại cùng với quý thính giả, đó là số điện thoại 3911 0572, và quý thính giả có thể trao đổi bất cứ vấn đề gì mà mình đang quan tâm về lĩnh vực sức khỏe đối với phương pháp mà điều trị theo đông y. Và rất cảm ơn bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã tham gia chương trình và có mặt trong chương trình ngày hôm nay để đồng thời cũng sẽ giải đáp những thắc mắc của thính giả. Xin chào quý thính giả thân mến của chương trình Đông y trong cuộc sống. Thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng, có thể nói là mục tiêu của chương trình Đông y là chọn những cái đề tài nào thật gần gũi với cuộc sống để mọi người nghe và qua đó cũng có thể vận dụng vào trong cuộc sống của mình. Và chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay là chuyên đề về giác hơi. Có thể nói là phương pháp giác hơi là một phương pháp mà rất phổ biến trong y học dân gian phương Đông rồi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu là giác hơi thì giúp chữa được những bệnh gì cũng như là những điều mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà sử dụng cái phương pháp này. Nhưng mà thưa bác sĩ, phần đầu của chương trình chắc có lẽ là bác sĩ cũng sẽ giải thích thêm cho thính giả của chương trình về cái liệu pháp này, một liệu pháp mà nhiều người đang áp dụng nhưng chưa chắc đã hiểu hết cái tác dụng của nó. Thì đúng như cô Kim Ánh vừa phân tích thì giác hơi là một trong những cái phương pháp mà phổ biến của y học dân gian. Ở đây tôi cần phải bổ túc là giác hơi không hẳn chỉ là phương pháp của y học đông phương đâu, mà nó là phương pháp cũng rất thông dụng ở các nước Đông Âu và Trung Âu nữa. Trong cái nền y học dân gian nào hầu như cũng có một cái hình thức giác hơi, là qua đó người ta sử dụng cái lửa, người ta đuổi cái không khí trong cái ống ra để tạo một khoảng chân không rồi đặt lên trên da để hút một phần da vào trong cái ống đó. Dưới cái áp lực, dưới ảnh hưởng của chân không đó, khi da bị hút vào thì một số mao mạch nó sẽ bị bể ra, như mình nói một cách thô bạo như vậy, và ra cái vết bầm chẳng hạn. Thì dưới cái góc nhìn của những người làm y học cổ truyền đó thì người ta cho đó là một phương pháp vừa giải độc cho cơ thể
là vì mang cái đó, mang cái bệnh từ trong sâu mà đông y gọi là từ ở dưới lý đưa ra ngoài da. Đối với một cái quan điểm mà gọi là có thể khó chịu của các thầy thuốc tây y thì người ta trước đây người ta có nhiều thầy thuốc cho tới bây giờ cũng vậy, người ta vẫn công kích cái phương đó, phương pháp này. Nếu như phương pháp này nó được thực hiện một cách cường điệu hoặc thiếu đi tri thức khoa học. Cái điểm mà tôi muốn nói ở đây là đó là một phương pháp đã được áp dụng nhiều ngàn năm. Nghĩa là trên cơ bản nó không thể là một phương pháp hoàn toàn có hại, vì nó đã được thử lửa qua không biết bao nhiêu thế hệ. Cái điểm mà mình đáng nói mà đặc biệt đặt với cái mục tiêu của chương trình này, chương trình mang tên là Đông y trong cuộc sống, là mang cái Đông y, nhưng cái Đông y đã được đại cát lọc vàng đến thính giả, đến cái người tiêu dùng, đến những người đã bệnh và ngay cả những người chưa bệnh. Thì phương pháp giác hơi là một phương pháp hiện nay ở cái thế kỷ này nên được thực hiện nó một cách giới hạn, chỉ nên được thực hiện trong trường hợp những người biết rõ về phương pháp đó. Cái tình trạng mà sử dụng mà không rõ nó, rồi chẳng hạn là gây nhiễm trùng, gây xuất huyết chẳng hạn, đó là những trường hợp mà cần phải được giới hạn lại. Phương pháp giác hơi là một phương pháp hiệu quả nếu đúng chỉ định và đúng kỹ thuật. Nói một cách chung, một cách tổng quát là người ta không được phép sử dụng những phương pháp này nếu nghi ngờ bệnh nhân đang ở trong một tình trạng có chẳng hạn như sốt cao, xuất huyết, có bệnh ác tính chẳng hạn, thì người ta không sử dụng. Người ta cũng không dùng cái phương pháp giác hơi ở những vùng mà nếu mình gây cái thiếu máu ở phía dưới sâu thì nguy hiểm. Chẳng hạn như người ta không giác hơi bệnh nhân trên ngực, nếu mà người đó chẳng hạn như thiểu năng mạch vành, đã thiếu máu cơ tim rồi bây giờ lại kéo cái máu ra ngoài da, thì như vậy thì nguy hiểm. Người ta không dùng nó vào những cái chỗ nhạy cảm, những chỗ có thể gây chấn thương. Thêm một điểm nữa mà có lẽ thính giả cần nên lưu ý là phương pháp giác hơi là một cái thể dạng, một cái biến thể của châm cứu. Thường thường người ta dùng nó vào những vị trí rõ ràng, chẳng hạn như trên dọc hai bên cột sống, mà trong đông y người ta gọi là trên đường bàng quang kinh. Tôi đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân đến giác hơi mà thật là khủng khiếp, là giác khắp người hết chẳng hạn, thì giác cả những dấu giác hơi chồng lên nhau, thì đó là một trường hợp sai hoàn toàn. Một điểm nữa là người ta không dùng phương pháp giác hơi cho những người đã mệt lả rồi, những người huyết áp thấp, những người gì cảm thấy mệt rồi mới đi mà lại đi thêm giác hơi, thì đó là một điều sai. Người ta dùng phương pháp đó thường là cho những người chẳng hạn như bị cảm, nhưng ở cái dạng là cơ tạng, cái sức đề kháng người ta, cái cơ tạng còn khỏe, chẳng hạn như bị cảm, hay dùng phương pháp đó để giảm đau. Ngay cả trong giảm đau, và nếu bệnh nhân yếu, nếu bệnh nhân có huyết áp thấp, người ta không dùng phương pháp giác hơi. Ở một số nơi còn phối hợp phương pháp cắt lễ, thì đây là một hình thức nguy hiểm nếu như không đảm bảo được tính chất diệt trùng. Nói cách khác là hiện nay phương pháp giác hơi ngay cả ở Âu Châu người ta vẫn còn áp dụng, nhưng người ta áp dụng nó trong bệnh viện để người ta biết chắc là không sai kỹ thuật. Bây giờ người ta có cả những cái máy để giác hơi mà không cần dùng hơi nóng, người ta hút chân không ra bằng cách bằng cái máy hút thôi, an toàn hơn, không gây phỏng. Rất ở đây cần phải thêm điểm, nó cần lưu ý là rất nhiều bệnh nhân bị phỏng vì giác hơi, vì trong lúc dùng cái que gòn có cồn để đổ vào trong để đuổi hơi, thì nhiều người lại không hiểu, lại nghĩ là phải đổ cả cái cồn vào trong cái ống giác rồi sau đó ụp lên trên người bệnh. Cho nên không thiếu gì trường hợp mà vẫn còn xảy ra là bệnh nhân bị phỏng trầm trọng vì giác hơi. Do đó tôi cho là nếu không rõ phương pháp thì đừng áp dụng, và nếu đã rõ phương pháp thì nên để thầy thuốc áp dụng. Chứ phương pháp giác hơi không nên là một phương pháp tiếp tục được phổ biến như một phương pháp dân gian rồi nhà nào cũng áp dụng. Như vậy có đôi khi cái hại nó có nhiều hơn cái lợi. Dạ, vừa rồi thì bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã lưu ý đến quý thính giả về những cái biện pháp cần phải lưu ý khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp giác hơi này. Thưa bác sĩ, như cả Kim Ánh thấy là trên thực tế thì rất nhiều người cũng vẫn đang áp dụng cái phương pháp này, mặc dù là cũng chưa có hiểu rõ, và nhiều người thì chỉ áp dụng phương pháp giác hơi như là một cái biện pháp để có thể giải cảm, hay là trong những cái trường hợp nhức mỏi thì áp dụng cái phương pháp này. Và trên thực tế thì cái phương pháp giác hơi nó còn có những cái hiệu quả gì ngoài cái việc giải cảm nhức mỏi như là nhiều người vẫn thường nghĩ hay không ạ? Như đã trình bày, nó là cái biến thể của châm cứu, thì trên thực tế người ta có thể sử dụng cái phương pháp giác hơi ngay cả trong những trường hợp bệnh khác nữa, nếu như thầy thuốc dùng nó để thay cho cây kim chẳng hạn. Và cái phương pháp đó người ta nếu nó phối hợp trong vật lý trị liệu chẳng hạn như hình với hình thức xoa bóp, chúng ta biết cách sử dụng cái ống giác để kéo tới cái lô như mô hình thức xoa bóp. Bởi vì mình thường thường mình sẽ không kéo nổi cái lớp da của người bệnh mà lâu tới như thế, mà dễ tới như vậy. Nếu mà chỉ với tay thì người ta nên áp dụng nó như một cái liệu pháp, một cái phương pháp nằm trong một cái phác đồ vật lý trị liệu, chẳng hạn như để điều trị cho những người bị đau thần kinh tọa,
thì người ta có thể dùng cái ống giác đó, người ta kéo dọc cái đường kinh, cái dây thần kinh tọa để người ta điều trị đau. Và cái phương pháp đó ngay cả để làm tăng sức đề kháng cũng được, cũng có lý, cũng có cơ sở của nó. Nếu người ta dùng cái ống giác là dọc bên hai cột sinh sống trong hệ thần kinh thực vật thì người ta nhận thấy là người ta có thể làm tăng sức đề kháng. Nhưng người ta không dùng nó một cách thô bạo ngay trong lúc bệnh nhân đang yếu ớt, mà người ta sẽ dùng nó một cách hòa quản da, tất nhiên phải đúng kỹ thuật và đúng chỉ định. Dạ, như bác sĩ vừa nói là biện pháp giác hơi thì phải có những cái yếu tố đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như là đúng cái chỉ định. Nhưng mà Kim Hạnh thấy có một hiện tượng là hiện nay trên thực tế thì có rất nhiều người đang áp dụng cái phương pháp là đi giác hơi dạo, và hầu như bất cứ cái ngõ hẻm nào vào một buổi tối thì cũng có những người gõ lóc cóc lên canh đi, và khi nào ai mà có mỏi mệt gì thì lại kêu những người này vào để áp dụng cái phương pháp giác hơi. Và rõ ràng đây là một biện pháp, với cái phương pháp đi làm dạo như thế thì chắc chắn là không đúng rồi, phải không ạ? Bởi vì nó có những cái kỹ thuật như bác sĩ vừa nói thì không phải người giác hơi nào cũng ý thức được cũng như là có thể áp dụng được, phải không ạ? Đây là câu hỏi có liên quan tới chức năng của ngành y tế, là nếu mình hẳn hoài để nói là cái người đang làm đó là không đúng thì tôi cho là điều đó cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu những người đó họ nắm vững kỹ thuật thì với cái kinh nghiệm, chứ cái chỉ định cho rõ ra thì họ vẫn có thể giúp ích được. Vì đó là phương pháp nó tồn tại từ trong dân gian. Ở đây sẽ là chỗ mình phải làm sao nói cho rõ, đó là chức năng của ngành y tế. Một mặt khác thì những người làm giác, những người được điều trị bằng phương pháp giác hơi đó, nếu đảm bảo vô trùng, nếu đảm bảo không sai về kỹ thuật thì ở đây phải nói thêm là rõ ràng. Khi có một số trường hợp người ta giác hơi xong thấy khỏe, là thậm chí nó giống như trong châm cứu người ta cũng có ghi nhận là có nhiều người thậm chí ghiền đó, là nếu vài ngày mà không giác hơi thì thấy mệt. Ở đây tôi sẽ có lời khuyên là nếu mình giác hơi thấy khỏe thì tốt, không xảy ra chuyện gì hết thì hoan nghênh. Nhưng đồng thời mình cần đặt thêm câu hỏi nữa là tại sao, nếu sau cái vài ngày mà tôi lại phải giác hơi thì mới thấy khỏe, mình sẽ nên đến thầy thuốc để tìm cách giải quyết làm sao, tại sao sức đề kháng của tôi nó đến như thế nào mà cứ vài ngày không giác hơi thì không xong. Thì đó mới là cái câu hỏi, chứ không phải là vấn đề chỉ còn ở phương pháp giác hơi mà thôi. Dạ, và trên thực tế thì như đúng như bác sĩ cũng đã nói là có rất nhiều người muốn áp dụng cái phương pháp giác hơi này, và nếu mà thực sự có những người muốn áp dụng cái phương pháp này thì theo bác sĩ lời khuyên nào dành cho những người đang muốn áp dụng cái phương pháp giác hơi này trong cuộc sống của mình ạ? Một mặt thì về phía ngành y tế thì phải đảm bảo là những người áp dụng phương pháp giác hơi hay dùng phương pháp giác hơi để chữa bệnh cho người khác phải nắm vững kỹ thuật. Một mặt khác, người bệnh nếu khi đi giác hơi thì phải xem cái người mà giác hơi cho mình đó có hiểu về phương pháp đó hay không. Và đó là cái điểm mà, một cái điểm nữa là mình sẽ còn cần rất nhiều những hoạt động để phổ biến những kiến thức y học thường thức cho người dân. Dạ, thưa bác sĩ, có một câu hỏi mà Kim Ánh cũng muốn trao đổi thêm trong cái vấn đề mà chúng ta đang bàn đến trong chương trình Đông y trong cuộc sống hiện nay. Tức là bác sĩ có nói là thật sự là việc giác hơi không phải ở cái trên bộ phận nào của con người cũng có thể áp dụng được. Như vậy thì nó có những cái vùng nào được xem như là vùng cấm địa mà không thể giác hơi được, để cho mọi người cũng có thể lưu ý khi mà thực hiện cái phương pháp này ạ? Nếu một người đã được học phương pháp giác hơi thì người ta sẽ biết rõ là có những vùng không được phép giác hơi. Chẳng hạn như nói, tôi nói một cách tóm lược là chuyện dùng lồng ngực vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng mạch vành. Người ta cũng không giác hơi ở những điểm gần mạch máu lớn. Một cách thí dụ cụ thể, người ta không giác hơi nó chẳng hạn như ở cái nhượng chân là nơi có nhiều mạch máu lớn. Người ta không giác hơi ở những vùng da đang có vết thương hở hay bệnh ngoài da, chẳng hạn những chỗ như bị chàm, bị dị ứng. Người ta cũng không giác hơi ở những cái điểm nào mà trên đó người ta đã thấy rõ là bệnh nhân đã có những nốt xuất huyết chẳng hạn. Mà thường người ta để một cách an toàn thì người ta nên giác hơi, nếu trong đông y người ta chọn đường kinh bàng quang là đường kinh chạy dọc hai bên cột sống, nó khoảng cách cái vùng đó nó rộng, nó an toàn hơn. Và nếu người bệnh đừng ốm quá thì người ta có thể giác hơi mà không sợ nhiều nguy hiểm. Ở đây cũng sẵn nói gì trường hợp ốm quá, những cái ống giác mà nếu mình đem giác hơi nó phải có nhiều kích thước khác nhau, thì những kích thước đó sẽ tùy theo cái vùng người ta cần mà giác hơi. Chứ những bệnh nhân mà quá ốm yếu thì người ta đừng giác hơi mà với một cái sức hút quá cao, thì như vậy nó sẽ kéo cái bắp thịt, cái phần da vào trong ống giác quá nhiều, tức là nó sẽ kéo căng ở những chỗ khác, thì như vậy nó sẽ không tốt cho người bệnh. Có khi vì cái giác hơi xong thì người bệnh lại đau cái bắp thịt này là khác. Và đặc biệt là như đã nói là tuyệt đối không được áp dụng phương pháp giác hơi nếu bệnh nhân đang có tình trạng sốt hay là có một cái bệnh phá huyết, chẳng hạn như bệnh nhân bị sốt rét, bệnh nhân bị sốt xuất huyết chẳng hạn. Mà cái đó là điểm phải đáng nói là rất nhiều người, ngay cả người lớn bị sốt xuất huyết nhưng lại đi giác hơi.
Dạ, như vậy thì thêm một điểm lên là cái hình ảnh mà bầm cung ngươi hết không phải là một dấu hiệu cho thấy phương pháp giác hơi hiệu quả. Vì nếu giác hơi thì chỗ này chuyện bầm là hầu như bình thường. Chỉ có điều là đừng tưởng là càng bầm thì càng hay, ngược lại càng bầm thì thường là càng có hại. Còn nếu giác hơi đúng chỗ, ít chỗ thôi, vẫn có hiệu quả như thường. Vì đây giác hơi là một cái phương pháp biến thể của châm cứu, không có nghĩa là phải giác cùng người đâu. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Lương Ngải Hoàng đã có những lời lưu ý cho tất cả quý thính giả của chương trình khi mà chọn lựa cái phương pháp giác hơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả của chương trình đã điện thoại đến chương trình qua số điện thoại 3911 0572. Thưa quý khán giả, chương trình Đông y trong cuộc sống ngày hôm nay đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian diễn ra chương trình, quý khán giả có thể điện thoại qua số 3911-0572 để có thể trao đổi cùng bác sĩ Lương Lệ Hoàng những vấn đề mà quý khán giả đang thắc mắc xung quanh lĩnh vực Đông y. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả đầu tiên. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin chào chị. Dạ. Dạ. Bác sĩ đang nghe đấy ạ. Dạ, em tên là Lan ở Thủ Đức chị. Dạ, chào chị Lan. Dạ, chủ đề của mình hôm nay thì em muốn hỏi bác sĩ một câu là ông xã em á, cứ mỗi lần mỏi mệt là nhức đầu hay là gì đó, nhất là mỗi khi đi nhậu về là anh hay kêu em cạo gió mà cạo cho nó bầm hết người luôn. Thì hôm sau nó mới tỉnh, thì như vậy là nó có nên hay không ạ? Dạ, bây giờ thì mời chị nghe phần tư vấn của bác sĩ. Dạ. Mỗi lần là mình cạo gió hay giác hơi mà nó đổ đỏ bầm lên, tức là đã tạo ra một tình trạng xuất huyết ở dưới da. Tình trạng xuất huyết đó sẽ đồng thời kéo theo điểm là người ta có thể thải ra được một số các cái chất mà làm cho người ta mỏi mệt mà có tính chất axit như là axit lactic chẳng hạn. Do đó người ta sau khi cạo gió, sau khi giác hơi, người ta có thể cảm thấy bớt mỏi mệt. Nhưng nếu mà ta phải trả một cái giá sau mỗi lần nhậu bằng cách cạo gió hay giác hơi thì đó là một cái biện pháp sai. Bởi vì bệnh nhân sẽ bị gây tình trạng mỗi một lần như thế đều có xuất huyết chứ già. Thì vậy tôi khuyên chị là cái giải pháp hiện nay là vấn đề giải quyết làm sao để đừng nhậu, chứ không phải nhậu rồi về cạo gió. Và thứ hai là nếu nhậu về mà muốn giải rượu thì sẽ chọn những phương pháp khác an toàn hơn. Ví dụ như người ta có thể cho uống nước đậu xanh chẳng hạn, hay là uống những cây thuốc có tính chất giải thải rượu ra như atiso chẳng hạn. Nhưng nếu chọn phương pháp bằng cách cạo gió thì đó là một phương pháp rủi ro. Bởi vì trong tình trạng bệnh nhân nhậu về thì yếu tố nhồi máu cơ tim, tình trạng tai biến mạch máu não có rủi ro rất cao. Trong lúc bệnh nhân đang bị thiểu năng mạch vành mạch đã sai thì bệnh nhân không biết, không nói được. Chỉ cạo gió thêm nữa rồi đưa tới tình trạng nhồi máu cơ tim dễ dàng. Do đó tôi khuyên là không nên áp dụng phương pháp đó chỉ vì lý do là để giải nhậu. Cảm ơn chị. Không hỏi bác sĩ một câu nữa là trên người của anh là có rất nhiều những cái chấm chấm màu đỏ tươi á. Người như các cụ hay nói là nó rùi son á, như thế là nó là cái biểu hiện của cái bệnh gì hay là nó là bình thường hả bác sĩ? Nếu là nốt rùi son thì không thể khắp người được. Ít ai mà có nốt ruồi son mà nhiều đến thế. Do đó đến rồi là những nốt xuất huyết thì vấn đề sẽ phải xem là tại sao, coi về cái yếu tố đông máu, tức là sẽ phải xét nghiệm máu coi bệnh nhân cái máu có quá loãng hay sao, hay có yếu tố gì khác nữa. Và theo tôi trong trường hợp bệnh nhân có nhiều nốt đỏ như thế thì bệnh nhân rất cần một thầy thuốc nội khoa để xem coi tại sao, chứ không đó là không thể là một dấu hiệu bình thường. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ và Kim Ánh nghĩ. Đây cũng là một câu trả lời cho rất nhiều người mà trong trường hợp như là giống như trường hợp của chị Lan là thường hay cạo gió sau khi mỗi khi đi nhậu về. Và hy vọng là những lời mà bác sĩ Lương Lễ Hoàng vừa lưu ý sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về tình trạng này. Thưa bác sĩ, trước khi nói máy với Kim Ánh, nói máy với thính giả thì Kim Ánh cũng có một câu hỏi mà muốn trao đổi cùng bác sĩ xung quanh vấn đề giác hơi. Đó là hiện nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều những cái kiểu ống giác khác nhau, chẳng hạn như là cái ống giác chân không hay là cái ống giác điện tử, thì không biết là điều này thực sự có mang lại hiệu quả hay không và nó có giúp ích là cho mọi người như là những cái nhiều người vẫn thường truyền tay nhau hay không ạ? Nguyên tắc của giác hơi là sử dụng một cái ống giác trong đó chân không để kéo già lên. Thì hiện nay ngay cả các nước mà ở Âu Châu người ta đã sử dụng phương pháp giác hơi bằng máy từ lâu. Ta dùng cái phương bằng máy để hút cái hơi đó ra. Chẳng hạn như thế thì tôi cho là việc sử dụng cái đó nó an toàn hơn. Nhưng mà nếu nói về kinh nghiệm y học dân gian thì bên cạnh đó thì cái chuyện phối hợp cái phương pháp giác hơi với một cái tinh dầu nào đó bằng những cái dụng cụ an toàn đó thì lại là điều càng nên làm hơn nữa. Nếu phải so sánh một cách tương đối giữa một hình thức cổ truyền nhưng có rủi ro với một phương pháp đã được hiện đại hóa một phần nào đó ít rủi ro hơn thì tôi cho là người bệnh nên chọn phương pháp thứ hai, tức là chọn những dụng cụ đã được tiêu chuẩn hóa để an toàn cho người bệnh, chắc chắn là không bị phỏng,
chẳng hạn như thế, chắc chắn là không có bất thình lình mà chẳng. Bởi vì khi người ta dùng lửa để đốt ống chân không thì nếu cái lượng nếu đốt thiệt sạch thì hút vô rất mạnh. Thì với cái phương với những dụng cụ kỹ thuật này, người ta có thể đo lường cái mức độ đó, tôi có thể giác nhẹ, tôi có thể giác mạnh hơn, thì theo nơi, thì theo chỉ định. Vì thì chọn một cái dụng cụ kỹ thuật mà đã được hiện đại hóa như thế thì tôi cho là an toàn hơn cho người bệnh. Thông thường thì tôi sẽ điều trị bệnh nhân trong trường hợp đó là bằng cách tôi sử dụng một cách thoa lên chỗ đó trước một số những cái tinh dầu mà làm chống co cơ, những tinh dầu là dầu làm giảm đau, những tinh dầu mà khi nó đi qua lỗ chân lông nó tăng cái tính chất sát khuẩn, rồi tôi mới phối hợp với phương pháp giác hơn. Dạ, thưa bác sĩ, có một câu hỏi mà thính giả của chương trình cũng đã gửi thư về cho chương trình qua chương trình Đông y trong cuộc sống. Và câu hỏi mà thính giả này đặt ra là đối với cái việc giác hơi thì thấy có nhiều người áp dụng cái cách khác nhau. Có người thì khi mà úp cái ống giác xong rồi bỏ ra ngay, cũng có người thì để cái ống giác nguyên tại chỗ 15 đến 20 phút. Và có người thì lại cho là cái việc giác hơi này sẽ áp dụng trong cái trường hợp mà bị đau lưng cũng như là đau xương khớp. Thì không biết là trên thực tế thì có đúng như vậy hay không ạ? Trong nguyên tắc như đã trình bày đó, giác hơi là một trong những chỉ định của giác hơi là giảm đau. Do đó người ta dùng nó để giảm đau thì đúng rồi. Người ta có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau tùy theo nhà điều trị. Chẳng hạn như người ta thậm chí có thể sử dụng cái ống giác để kéo trên mặt da như một biện pháp xoa bóp. Thì biện pháp đó về mặt giảm đau tác dụng nó rất tốt. Nhưng mà kỹ thuật như thế nào thì có điều là nếu đặt ống giác đèo rồi bỏ ra ngay thì thường thường nó sẽ không phải là mục tiêu của giác hơi. Mà cũng phải có thời gian nào đó. Ở đây cũng có một điểm nhấn mạnh là không nhất thiết phải để cho thật lâu cho đến đỏ bầm đen hết thì mới có tác dụng. Mà người ta đó tùy theo kinh nghiệm của nhà điều trị. Mà trong mọi trường hợp tôi cho là việc để ống giác quá lâu trên da là một điều không tốt. Nhìn vậy nó sẽ có nguy cơ xuất huyết nhiều hơn. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả của chương trình ngày hôm nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ. Dạ. À, bác sĩ đang nghe câu hỏi của chị để có thể tư vấn cho trường hợp của chị. Dạ, con bị đau chân, bản chân trái mà từ hôm nay bác sĩ. Con có đi khám, mỗi lần uống thuốc tây xong thì cứ một thời gian nó lại đau lại. Bây giờ con muốn là xin bác sĩ xem là con nên khám ở đâu và chữa như thế nào. Dạ. Trước khi bác sĩ tư vấn cho trường hợp của chị thì Kim Ảnh cũng xin được nhắc là có thể chị dặn nhỏ radio đi chị ha, tại vì Kim Ảnh nghe hình như tiếng giọng từ radio đang dặn lại và như thế thì mình sẽ nghe chương trình không được rõ ạ. Dạ, bây giờ thì là phần tư vấn của bác sĩ Lương Lễ Hoàng. Để trả lời câu hỏi của chị, tôi sẽ phải cần thêm một số thông tin. Thứ nhất là chị xin nói lại cho rõ là chị đau ở đâu. Đau một ngón chân cái. Nếu chị chỉ đau một ngón chân cái, tôi thấy thì xưa nay đã có được xét nghiệm máu để xem chị có bị bệnh gút hay không. Dạ, con có xét nghiệm máu mà ở bệnh viện này tôi nói con là bị viêm cơ. Nếu mà mình định nghĩa là đau ở gót một ngón chân cái mà với một cái chẩn đoán gọi là viêm cơ thì tôi cho là chẩn đoán đó thì sợ là không chính xác. Dạ, thế thì chị đã đi bao nhiêu bệnh viện rồi? Con mới đi một bệnh viện. Như vậy chị sẽ đổi một cái cơ sở chẩn đoán khác, xin xét nghiệm lại cái chất axit uric trong máu để xem có bị bệnh gút hay không. Rồi chắc chắn là nếu cần người ta sẽ xét nghiệm đến 2-3 lần cũng được, nhìn vào những ngày khác nhau. Rồi sau đó khi chắc chắn là có bệnh gút hay không thì ta sẽ đưa ra cái hướng chẩn đoán. Dù vậy tôi cho là tình trạng gọi là viêm cơ ở ngón chân cái thì cái tỷ lệ mà xác suất mà chính xác đó tôi cho là rất thấp. Tôi đề nghị chị tìm một nơi chẩn đoán khác xem sao. Dạ, sau đó hay như ngay bây giờ con cũng đang nhức lắm bác sĩ. Nếu như con muốn chữa ngay thì nên uống thuốc đông y hay là... Ở đây sẽ không phải là vấn đề uống thuốc đông y hay tây y hay chữa ngay, mà cái khâu điều trị nào cũng bắt đầu ở khâu chẩn đoán. Hiện nay cái chẩn đoán của chị không chính xác, do đó chị sẽ cần một chẩn đoán chính xác hơn. Còn nếu đau nhiều quá thì ngay tức khắc, nếu bây giờ đã tối rồi, nếu còn chịu nổi đến sáng mai thì đến một thầy thuốc khác để xin một chẩn xem lại cái chẩn đoán. Sau khi có chẩn đoán mới có điều trị được. Còn hiện nay trên phương tiện của đài phát thanh chúng tôi sẽ không cho một thứ thuốc nào theo kiểu điều trị từ xa đâu. Dạ. Đề nghị chị đến ngay một thầy thuốc khác đi, ngày càng sớm càng tốt. Dạ, rất cảm ơn phần trả lời của bác sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, chào chị, chào bác sĩ. Chúng tôi đang chờ nghe câu hỏi của anh. Dạ, tôi năm nay 48 tuổi. Mà bây giờ tôi đang uống một số thuốc cả Tây y, cả Đông y, thuốc Kim Trần Thảo á bác sĩ, với cái Hoàng Thống Phong á, với thuốc Fit Up, thuốc tiểu đường. Thì tôi xin hỏi bác sĩ là
tôi uống như vậy, uống cùng một lúc các thứ thuốc như vậy thì có sao không? Thế thì thầy thuốc đang cho thuốc của anh đã có giải thích cho anh nghe về cách uống thuốc chưa? Dạ chưa. Thế tại sao anh không hỏi ngay nhà điều trị và đang điều trị, chịu trách nhiệm điều trị để anh đó viết lại cho anh một cái toa thuốc vào giờ nào nên uống thuốc gì? Như vậy thì cái phần đó sẽ cần thiết lắm đó. Anh đến thầy thuốc và yêu cầu lại cho biết tất cả các thuốc mà anh đang uống có thật sự do một thầy thuốc cho hay là anh tự ý uống trong đó? Hai người. Nên có hai thầy thuốc thì tại sao lại không dùng một thầy thuốc để điều trị bệnh mà phải đến hai? Nếu trong đó thì thêm có cả bệnh tiểu đường thì nếu đường huyết trong máu, nghĩa là nếu bệnh tiểu đường chưa được điều trị ổn định thì tôi tin là các cái thuốc khác sẽ không có tác dụng nhiều bao nhiêu đâu. Do đó anh nên xem lại đầu tiên hết là bệnh tiểu đường điều trị đến nay đã hiệu quả như thế nào. Câu trả lời sẽ phải ở anh bác sĩ nội khoa là nội tiết mà đang điều trị đó. Đó là điều thì cơ bản. Điều cơ bản. Một tháng thì đi đo máu thì bây giờ thì trung bình nó cứ 120, 110 mấy. Dạ, nếu đường huyết đã ổn định thì việc điều trị cái đau nhức của anh nó sẽ dính chung với bệnh tiểu đường. Như vậy thì anh nên nhờ một thầy thuốc điều trị chung. Anh không nhất thiết phải cần đến hai thầy thuốc để điều trị với hai toa thuốc khác nhau mà không biết tương tác là sao. Với một thầy thuốc thì thầy thuốc đó sẽ có trách nhiệm thiết kế một cái phác đồ điều trị trên toa thuốc. Và nếu anh thầy thuốc đó áp dụng đông tây y thì anh ta sẽ hướng dẫn cho anh khi nào, vào giờ nào uống thuốc đông, vào giờ nào uống thuốc tây. Vậy đó cái lời khuyên của tôi là chọn một thầy thuốc mà anh tin tưởng và để cho người thầy thuốc đó điều trị tất cả, chứ không nhất thiết phải chia ra hai thầy thuốc mà hai thầy thuốc không biết nhau và anh áp dụng hai toa thuốc mà trong đó không biết tính chất tương tác là sao. Vậy anh chọn một thầy thuốc đi. Cảm ơn anh. Dạ, rất cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Lương Lễ Hoàng. Thưa quý thính giả, thì thời gian của chương trình cũng đã trôi qua thật nhanh và 30 phút thì chúng tôi cũng không thể trả lời hết cho lượng điện thoại mà thính giả đã điện về cho chương trình trong ngày hôm nay. Và mong là tất cả những thắc mắc mà quý thính giả chưa có thể trao đổi trực tiếp cùng với bác sĩ trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Đông y trong cuộc sống vào 18:15 cho đến 18:45 ngày thứ bảy hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra quý thính giả cũng có thể gửi thư về cho chương trình qua số địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý thính giả, trong chương trình tuần sau thì chúng tôi sẽ đề cập đến một chuyên đề mà Kim Ánh nghĩ là sẽ rất liên quan đến nhiều người, đó là áp dụng cái phương pháp nhĩ châm trong cai thuốc lá như thế nào. Đây là một phương pháp mà có thể nói cũng còn khá mới mẻ đối với nhiều người, đặc biệt là những người nghiện thuốc lá. Và Kim Ánh cũng hy vọng là chương trình trong tuần sau sẽ mang đến rất nhiều thông tin cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty dược Ladufa Lâm Đồng đã phối hợp để thực hiện chương trình này. Anh hai à, xin lỗi anh nghe, ở chung trong câu ốc còn thân tình hơn hàng xóm rồi đó. Tối qua bên này sốt ruột quá vì nghe anh ho suốt đêm mà. Anh đến thầy thuốc chưa? Đến mấy thầy là khác, uống không biết mấy thứ kháng sinh đời mới rồi chị ơi. Vậy. Nhưng ho càng lúc còn hơn ho gà, lại thêm nặng ngực mất ngủ thiếu điều chết còn sướng hơn à. Anh này, nói gì mà nghe ghê vậy? Tháng trước tôi bị cảm hàn cũng ho mất mấy ngày đó anh ơi. Rồi làm sao mà chị hết ho mau vậy? Anh hai nè, chắc anh chưa biết đâu, không phải lúc nào ho cũng phải dùng thuốc kháng sinh. Tôi mau hết ho là nhờ người bà con mất giúp món trà thanh phế của Landofa với tác dụng long đờm, kháng khuẩn, chống co thắt phế quản nhờ cái thuốc đó anh. Uống trà mà hết ho hả? Có thiệt không đó chị? Nói trà là do hình thức sử dụng, chứ đó là bài thuốc kinh điển đông y được sản xuất với công nghệ tiên tiến, vừa ngon, vừa thơm lại thêm hiệu quả. Trà thanh phế này vừa dễ uống nè, vừa có thể dùng lâu dài vì không phản ứng phụ. Để tôi biếu anh ít gói dùng thử nha hôn, hay dở biết liền hà, tai nghe đâu bằng mắt thấy phải không anh hai? Ủa, anh hai, sáng sớm còn tinh sương mà anh đi đâu sớm vậy? Chắc lấy sổ khám bệnh hả? Đâu có, tôi làm một vòng cho giãn gân cốt. Vậy? Hết ho, khỏe re, còn khám bệnh làm gì nữa? Trà thanh phế của Ladofa, cách tinh của ho hen cảm hàn, không thể thiếu trong tủ thuốc của mọi gia đình. Vừa rồi, quý thính giả đã nghe chương trình Đông y trong cuộc sống và chương trình